hạ đứng yên, bọn ta đã kiểm soát toàn bộ con tàu. Nếu các người ngoan cố chống cự thì hãy lấy cái giống này mà làm gương. Phải chặn đứng âm mưu của băng mèo xiêm đỏ trước khi quá muộn. Nếu để bọn chúng phát tán lại virus nguy hiểm, dịch bệnh sẽ không thể kiểm soát được. Đứng lại! Như loại virus này trong tay, ta sẽ thống trị Nhật Bản. Đúng là ngông cuồng. Ta sẽ không để cho mọi người dễ dàng lâm hành như vậy. Ta sẽ không để lũ nhóc các người phá hoại kế hoạch này được. Thám tử lừng danh Conan, con tàu biến mất giữa trời xanh, phát sóng lúc 11 giờ và phát lại lúc 19:55 chủ nhật ngày 5 tháng 3 trên HTV3.